Trái tim thật nhỏ bé của người em yêu, có anh thật ấm áp như một bao.
không thể ngủ yên. Đã yêu lắm rồi, lòng anh đã yêu lắm rồi, nhịp tim anh trao dâng biết bao yêu thương mơ màng. Những khi gần nàng, lòng anh thấy như rộn ràng, và anh luôn được vui ngất ngây phút giây thần tiên. Mãi yêu lắm rồi, anh sẽ mãi yêu lắm thôi, vòng tay em sẽ ấm trái tim ra bằng bao ngày. Trong giấc mơ anh được em, được khi quen được em, cùng em chơi đùa vui khắp nơi. Khi rất xa lòng anh bỗng quạnh yêu, buồn thao thức không thể ngủ yên. Anh đã yêu rồi. Mỗi lúc đi ngang
ngang mặt em, vợ lạnh lùng như chẳng quên. Giờ vắng em anh thấy buồn, lộng giận mình sao không nói. Làm sao anh nói ra lời yêu để cho em thấu được nỗi lòng. Mỗi lúc thấy em nhìn anh chợt bồi hồi tim xuyên sao. Chẳng biết em như thế nào, lòng ngày ngùng không dám hối. Chờ đợi em đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng anh khẽ nói yêu em. Mỗi lúc đi ngang mặt em vỡ lạnh lùng như chẳng quen. Rồi vắng em anh thấy buồn, lộng giận mình sao không nói. Làm sao anh nói ra lời yêu để cho em thấu được nỗi lòng. Mỗi lúc thấy em nhìn anh chợt bồi hồi tim xuyên sao. Chẳng biết em như thế nào, lòng ngại ngùng không dám hối. Chờ đợi em đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng anh khẽ nói yêu em. Ngáo quá cổ nghe phải không? Tôi xin sao đấu lại. Giờ này là giờ đúng giờ nhập ra. Con gái thì xin nhớ là xin phép là tập đây. Tới giờ đúng giờ là con gái. Tao cũng xin vào cùng đây lại. Giờ còn uống. Ở nhà, ở đây chỗ này, không có em rồi. Đi ở mà ăn không? Dạ đúng rồi.
Trái cây và một quả bánh, cái đồng thời là tiền có quả bạch nát là 20 triệu và một quả rượu lễ. Thì hôm nay tôi xin trình báo với thưa hai họ là sánh lửa hôm nay là theo thủ tục thì họ đàn trai đã làm còn có là 6 quả rồi, đó đó mỗi lần bạc ngát là 20 lần thì có quá tất là 1 triệu rồi. Thì còn cái phần kim ngân á thì là một cây vàng kim ngân đâu thì cũng thưa với họ là gái cái thương cá hay họ luôn em trình báo như vậy trao đổi và báo cáo luôn. Có nghĩa cái phần một cây vàng đấy ngày chính đám rồi bắt đầu cưới, ngày cưới là giao cưới. Thì hơn nữa hôm nay là nói chung là cái ngày đính hôn thì hôm nay là cái lễ hôm nay là có cho hai cháu nó trao nhận cưới với nhau. Tiếp theo là ông cậu, em má,
Rồi cái bên nữa là công việc gì? Rồi kế tiếp. Bà cô. Rồi kế tiếp nữa là gì? Chị của mẹ. Rồi kế tiếp là vợ của chân Duy. Rồi kế tiếp nữa là vợ của chân Duy. Rồi kế tiếp nữa là chị út của chân Duy. Rồi kế tiếp nữa là mẹ của chân Duy. Đây là ông của cháu, đây là vợ thứ bốn của cháu, tôi là cha của cháu, còn đây là cậu hai của cháu, còn đây là cậu thứ năm của cháu, còn đây là vợ thứ năm của cháu, như là vợ thứ bảy của cháu, kia là con thứ bốn của cháu, kia là mợ hai, kia là cô năm. Gọi là cái tiếng cha mẹ đó, thành thử bây giờ tôi cũng xin thưa hai họ và cũng trình bày như vậy. Thì hơn nữa là bây giờ cũng xin báo cáo lại một lần nữa, thì ngày 21 tháng 10 đó là cũng xin thông báo cho nó rõ hai bên gia tộc là 6 giờ sáng là bên đàn trai nhập gia bên đàn nữ và 10 giờ bên đàn nữ là đưa dâu qua đàn trai nhập gia, đúng mình nói là 10 giờ đó, cũng xin thông báo vậy. Hơn nữa là cái phần kim ngân á, cái dàn cưới á, thì tôi cũng xin trình bày và thông báo là ngày cưới chính thức là bên họ đàn trai giao bên đàn nữ là một kim ngân là một lượng vàng. Bây giờ thì xin trao đổi nhau để mình tiếp tục ở thảo luận và bàn bạc. Rồi tôi cũng xin hết ý kiến. Mời chủ nhiệm mình thông báo. Thông báo. Hai bên nhà nhỏ cháu lại là cái lửa bên đây là coi như là xong, coi như có thớ là coi như tiêu là tôi gọi thớ là tôi gọi cha mẹ là cháu gọi cha mẹ gọi được những cái gì đó thì là xin như là gọi cho họ à. Bây giờ cũng mười mười cũng như thế rồi. Bây giờ số lượng là mình cũng tính được rồi. Nhưng mà nói chuyện thì cái chuyện vừa chắc thì mình chỉ là trình báo rồi. Thì bây giờ cũng anh cũng thông cảm. Còn có gì tôi anh cũng trao đổi lại. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa, chữ tình, chữ duyên, ngày nay, kết chặt bao trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khan khiết, sẽ kết dây tơ hồng, đôi lứa nên vợ chồng, son sắc son môi duyên trầu cau, đình đám. Ở trong đầu bây giờ mở ra là coi như xin nhận là cái nửa đấu thành mà cũng ly cái gì đâu mà đã có nhiều gặp khắp cái gì ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay
miếng trầu miếng cao. Ngày xưa chữ tình chữ duyên, ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa. Hai họ tình thông ra giờ khan khít, sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng, son sắc son môi duyên trầu cao. Tình đang duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến huyên ương. Đình đang duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cầu ngày xưa chữ tình chữ duyên, ngày nay miếng trầu miếng cầu ngày xưa chữ tình chữ duyên, ngày nay ha 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 ha. Chim câu thủy chung suốt đời.
mày lo cái thằng vậy. Tôi là ông dưỡng thứ bốn dưỡng cô, thay mặt em tôi là cậu dưỡng cháu xin thưa hai bên đồng tộc được sự đồng ý nhất trí của hai bên các nghi lễ về sau, tôi xin nhã ý em tôi là có nghĩa là vui và mình cứ thực tình là bắt tay cái là chú là em có nghĩa là vui cứ thiệt tình vậy thôi, là 20 chiều 20 em đã tổ chức xin mời chú thím trước 2 giờ qua là coi như chung vui vui hai vợ chồng em chắc đó phải qua dạ là không nhậu ra không tới chứ xin làm cho ai bên được tập đây là tổng ý của vui không có gì phấn khởi và mừng sâu là coi như cầu chúc sức khỏe anh em trong hai bên được sức khỏe mạnh giỏi. Thứ ba là có bên họ rằng cháu gái có gì sơ xuất thì xin là bên cháu bên cháu nữ xin là thông cảm cho vấn đề là những vấn đề lỡ nghĩa vợ đang nói vấn đề tiếp xúc thì có gì là bất cứ xin là bên họ chúng ta xin thông cảm cho.
chung xóm, chung dòng sông, chung một bên đò. Chiều nào đò đưa đôi mình về dưới cơn mưa. Mưa làm ướt chiếc áo bà ba, anh chợt nghe lòng mình xót xa. Hẹn thề kề bên lòng anh sao xuyên giấc mơ thuyền hoa. Ngày nào đôi mươi anh và em vẫn thường ước hẹn. Ngày sau đẹp duyên đôi mình hạnh phúc trăm năm. Anh làm chú rể dáng hiền lương, em làm dâu hiền thật dễ thương. Họ hàng mừng vui cầu cho đôi lứa yêu nhau trọn. Lòng theo anh đôi mình chung dưới một mái nhà. Bằng lòng đi em còn chờ đợi chi đây. Anh thề yêu mãi chỉ mình em. Đây, mình xin công tác dọn da đúng vô. Ai ông rung mất chưa? Đưa lên là bây giờ mình mời hai bên cùng đi vô, cũng đi mời hai bác cũng đi vô đây. Báo cáo tiên linh ông bà phía đình phía nữ. Rồi nếu nhận tiếp tục nhận hai ly rượu lửa này thì bắt đầu cái trình tự là thông báo. Phần kim ngân á thì hôm nay cũng là chính thức trao cái phần kim ngân cho cháu luôn đó. Thì thành phố hôm nay là cái gì đó chính thức thì cái thành tay của mình xin công bố và báo cáo thầy hãy vậy giờ thưa đâu mình trình lỡ đó kim ngân là mình cứ thưa đâu mình trình ra đó. Mười ngón tay ươm tình đắm say, ngón trước tiên em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Mười ngón tay tô hồng nét môi, ngón kế bên ru ta trong tình đôi, ngón dấu yêu dệt tiếng tơ em đêm, ngón tay vẽ tình yêu mình.
tay yêu thương không rời xa, những ngón tay dệt giấc mơ cho đời, ngón tay vẽ trời tươi hơn. Tôi rất như là thân phụ của Tiêu Duy. Người có tiếp nữa là lập cái ông quái của Tiêu Duy. Người có tiếp nữa là ông Dượng, Dượng cô của Tiêu Duy. Người có tiếp nữa là ông Dượng, Dượng gì của Tiêu Duy. Người có tiếp nữa là Dượng gì của Tiêu Duy. Người có tiếp nữa là cậu của Tiêu Duy. Người có tiếp nữa là Dượng cô bốn của Trương Duy. Người có tiếp nữa là mợ của Trương Duy. Người có tiếp nữa là dì của Trương Duy. Người có tiếp nữa là dì của Trương Duy luôn. Người có tiếp nữa là mợ của Trương Duy. Người có tiếp là dì út của Trương Duy. Người có tiếp là mẹ của Trương Duy. Đầu tiên là ông của ông bốn của cháu, còn đây là ông ba của cháu, còn tôi là cha của cháu, đây là Dượng Dình của bốn của cháu, cô, đây là cậu của cháu còn hai, đây là Dượng Nam của cháu, có tiếp là Dượng cô thứ bảy của cháu. Có tiếp là cậu ba của cháu, có tiếp nữa là mợ ba của cháu, có tiếp nữa là mợ hai, có tiếp nữa là cô năm của cháu, có tiếp phía dưới là mợ năm của cháu, còn nữa là mẹ ruột của cháu, cũng như là cô cháu của cô cháu của cháu. Xin họ mang một tràng tay lớn. Bây giờ tiếp tục đó là ngày giờ rất lâu luôn. Thì bây giờ là họ đi trai nhập gia là 6 giờ đúng theo hai bên là trao đổi. Giờ cái thời gian mà đưa dâu á, thì nhập gia bên Đài Nam á, là đúng 10 giờ đó, là đúng 10 giờ là chính thức nhập gia cái Đài Nam. Thì con thưa cũng báo cáo với hai họ lấy đồ nó gì ạ. Thế là bây giờ bên họ trai là xin đỡ rút dâu à, thì trong cái đỡ rút dâu là coi như là lúc là bao giờ mình nhập gia bên đó à, thông báo lại cho anh em bà con nữa. Tôi tức là bác thứ bảy của Tư Duy. Cái chưa nhuận tộc là con người sinh ra lớn lên, ông bà cha mẹ cũng như những người dân tộc họ ai cũng muốn rằng khi con cháu của chúng ta sinh ra nuôi dưỡng lớn lên, ai cũng có một mái ấm gia đình, ai cũng có một cuộc sống thật hạnh phúc, để rồi sinh con về để thực hiện theo cái lời giao ước giữa hai họ. Họ đàn trai của chúng tôi hôm nay về đây để xin làm cái lễ thành hôn cho hai cháu. Đây là một cái điều hết sức may mắn và hết sức vinh dự cho hai cháu cũng như là cho họ đàn trai của chúng tôi. Như vậy, nhân tiện hôm nay tôi cũng kính thưa hai họ là sự việc tổ chức đám cưới nổi hôm nay, họ đàn ca, họ đàn gái đã tiếp đón họ đàn trai chúng tôi cách rất là nồng hậu, nhiệt tình. Đây là một cái điều thể hiện cái tình nghĩa cao quý, tốt đẹp giữa đôi bên để nối tiếp với nhau để có một cái gia đình hai bên đẹp đẽ.
Như vậy nơi đây tôi không có gì hơn thì cũng có cái loại là xin thay mặt họ đàn trai xin cảm ơn họ đàn gái đã tiếp đón cách nồng hậu họ đàn trai của chúng tôi đã thực hiện những nghi lễ hôm nay và xin hết. Đã lên đi sao chú? Đâu? Cái đó đỡ mới chụp hình lệnh chấp xếp cuối tuần đấy ạ. Kính thưa ai đó? Chưa sự trao đổi hai bên. Cái lửa công cô á, thì bây giờ bên họ là người gái cũng nhất là cũng thực hiện. Đâu bây giờ tôi cũng xin bếp đốt hai ly rượu đây, để cũng trình báo là mình làm cái lửa công cô. Nếu mà mời cái cân nặng thì cũng nặng ngay bây giờ là mình cân luôn nha. Đó thương anh một, anh thương đó mười. Bắc thang lên ngoài trời xanh, chị hồng đâu ta cho anh mượn về. Để anh sẽ gần đây đây, sẽ chim loan phượng dưới cây ngô đông. Để anh kết tóc xe tờ, sẽ trang phục nữ dưới tràng thi nhân. Có hai họ chúc mừng duyên mới, cảm ơn đời anh gặp được người thương. Có hai họ chúc mừng duyên mới, cảm ơn đời anh gặp được người thương. Bắc thang hai ngọn trầu vàng, trầu em cao số một màn anh thương. Bắc thang hai ngọn trầu hương, đó thương anh một, anh thương đó mười. Bắc thang lên ngoài trời xanh, chị hồng đâu ta cho anh mượn về. Để anh sẽ kết đây đây, sẽ chim loan phượng dưới cây ngô đông. Để anh kết tóc xe tơ, sẽ trang phục nữ dưới tràng thi nhân. Có hai họ chúc mừng duyên mới, cảm ơn đời anh gặp được người thương. Có hai họ chúc mừng duyên mới, cảm ơn đời anh gặp được người thương. Mừng hai lưỡi chưa xong mà cảm thành nha. Rượu, bà là hai ly rượu thì xin mời là hai bên cùng nâng ly rượu. Ôi, mọi người cùng vui. Ôi,
một đàn em bé rước mâm khăn hồng khung khính đùa vui, trên tay em vòng hoa cưới thắm tươi bên người như hé môi cười. Rồi chú rể cầm tay ân cần trao nhẫn cô dâu thật xinh, ngựa ô rước dâu sẵn sàng thế bên kiệu vàng theo chàng về dinh. Anh đứng bên em từng sóng xô giăng kín con tim lòng em nhấp nhô, từ khi xa nhau thuyền em lênh đênh vì bão phong ba. Anh đứng bên em gọi ban nắng mai cho trái tim em chợt ngỡ ấm êm, nghe ta yêu nhau lòng em xôn xao tình như muôn hoa. Anh yêu ơi đến đây chốc đêm em ngất ngây, ta xây vào ước mơ giữa cơn cuồng say. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gió không quản thân người mẹ. Một phương hai năm cho bác mái đầu buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến miên. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dân, nồn nao lăng lăng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm, trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm trời xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu ta xin kết bông mười giờ, bên chú rể lên trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm nguy nương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sợ, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dân, nồn nao lần lần sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm, trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm chồi xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu ta xuống cất bông mười giờ, bên chú rể lưng trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm uyên ương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ đây gắn bó trầu cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống kết bông mười giờ, bên chú rể lưng trần che lòng vàng lá chuối, xây tổ ấm quy ngương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó trầu cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu.
gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi nồng nàn đắm sâu. Hợp hôn ban nụ tình cho lứa đôi, kéo sơn tha thiết câu trăm năm ân tình dài lâu. Dâu cùng chú rể ra quỳ kính hai họ mẹ cha. Mà xem bên nhà người đông quá đông, ngày vui trầu cao ly rượu mừng đôi gái trai, xôn xao đôi đúa cao sang thay heo gà đầy mâm, câu mời đại tiệc linh đình chúc dâu rể tròn duyên, chúc dâu rể tròn duyên, chúc dâu rể tròn duyên. Đám cưới của nhà ai, xe hoa đưa giữa khắp phố phường. Kìa hai xuân ra, hai nhà đưa đón thật là vui. Lận quay mâm quả và cao trầu. Đàn dâu xinh xinh bên chàng rể mới trông bạn trai, hân hoan xanh bước giữa hai họ. Nguyện yêu thương nhau suốt đời nhân cưới ta cùng trao, niềm vui hạnh phúc đang đón chào. Anh với em bàn tay nắm trong bàn tay, cùng hòa chung khúc ca
tình yêu. Đôi lứa ta từ nay sẽ không lìa xa, chặng đường hạnh phúc ta cùng đi. Anh với em bàn tay nắm trong bàn tay, cùng hòa chung khúc ca tình yêu. Đôi lứa ta từ nay sẽ không lìa xa, chặng đường hạnh phúc ta cùng đi. Đám cưới của nhà ai xe hoa đưa giữa khắp phố phường, vì hai xuân ra hai nhà đưa đón thật là vui, lượn quanh mâm quả và cao trầu. Nàng dâu xinh xinh bên chàng rể mới trong bánh trai, hân hoan xanh bước giữa hai hò. Người yêu thương nhau suốt đời nhân cưới ta cùng trao, niềm vui hạnh phúc đang đón chào. Đưa dâu đến thì ông giờ là đưa dâu đến còn có là một nam và một nữ, còn có là cô dâu mà cháu cháu gái con quá đó, là coi như là trong cái giờ đưa dâu hôm nay còn có bao nhiêu đó thì theo chương trình là coi như giờ đưa dâu đến là coi như xin mời hay là coi như chồng hết cô dâu cháu đỡ đến để ra mắt cho. Nói cho tiên là ông bà đó xin quý đa sinh phù mẫu, thúc bá đệ huynh, cô dì tỷ muội, xin hãy quang lâm, chứng giám, phù hộ độ trì cho đôi trẻ được hạnh phúc trăm năm.
Qua giờ tiếp đến là làm lễ công cô, ông bà còn sống, cha mẹ, cô cậu chú bác cho cháu nó làm lễ trong thời gian đã sinh xuống. Hôm nay là cháu đã có chồng có vợ, xin cho cháu nó làm lễ. Cũng thưa họ, theo cái sự trình bày của họ đàn gái thì cái trình tự nữa thì hôm nay cũng là cái lễ gia tiên. Và tiếp tới là cái lỡ công cô, theo sự góp ý của đàn gái thì bây giờ bên đàn trai chúng tôi cũng thực hiện theo cái lỡ đấy, đồng thời là công gì của chú bác các anh thời gian là sinh thành dưỡng dục mà khi cháu đã làm ra thì giáo sư cho biết rồi cũng nên dạ cũng bây giờ cũng xin phép họ gái bây giờ cũng xin giới thiệu cho họ đàn trai nữa hai bên chuyện việc cũng hiểu biết với nhau. Thì tôi đây là cũng là cha của cháu Duy, chú Duy từ tối là dượng cô của cháu Duy, rồi đó nữa là ông dượng gì của cháu Duy, rồi đó nữa là ông tiếp theo nữa là gì gì cá, tiếp theo là gì của cháu Duy, tiếp theo nữa là cổ Duy. Chờ cái quay đây là ông cậu thứ hai của cháu, còn đây là ông dượng về của cô đó cháu, nên đây là ông cậu ba của cháu, như là dượng cô của bảy của cháu, tiếp đó là cậu thứ năm của cháu, tiếp đó là cô thứ bốn của cháu, tiếp đó là cô thứ năm của cháu, tiếp đó là cô thứ hai của cháu, đó là thầy của cháu. Giới thiệu vợ chồng tốt nói chung ai cũng đều phải thương con thương cháu của mình. Nhân ngày hôm nay tức là những ngày lễ thành hôn của hai cháu thì tôi là bác của cháu, thì nhân cái ngày lễ thành hôn này tôi không có gì hơn cũng có chút món quà cũng như là gói cho hai cháu. Thank you.
Sát đầu vô, sát đầu vô, đấy. Chị, anh chị, nặng đéo dạy dỗ cháu. Cháu nó còn rút cái gì là cũng nhờ anh chị dạy dỗ cháu cái hai ra của cháu. Em cũng cảm ơn bên đằng trai dạy dỗ cháu rất là lần. Để em xin hết lòng. Cháu hay họ coi như cái cuộc buổi lễ hôm nay á coi như cũng đã xong, bây giờ thủ tục cũng đâu vào đó rồi. Bây giờ cũng mời uống chút nước và đồng thời giải lao chút xíu rồi tiếp đón mời tới bằng tiệc. Xin thông báo nếu mà cái thời gian tôi cũng đăng ký nhà hàng á, điều kiện là bây giờ nói chung là người ta đăng ký cũng hết chỗ rồi, thành thứ là nhân tiện đây á thì tôi cũng đẩy họ ở nhà ngày hôm nay. Và ngày mai á, là gia đình chúng tôi tiếp tục đẩy khách ở tại nhà hàng chú gặp. Thì nhân tiện hôm nay á, thì cũng tôi cũng thưa, cũng mời họ đàn gái ngày mai cũng vui vẻ trong thành cũng có dự cái buổi lễ ngày hôm sau, chắc là ngày 22 á. Đó, mấy giờ? 11 giờ. Ở đình tử cũng thông báo với họ đàn gái để nắm được cái lịch đấy để tham gia trong cái ngày đó trong yêu. Hôm nay tay trong tay niềm vui đến đây rồi, yêu thương ta bên nhau trong chờ đã bay. Ngày em lên xe hoa rồi anh đón em về, cô dâu hiền diễm kiều làm anh đây ngất ngây. Ta thương nhau thì ngại chi là giàu sang hay nghèo, chỉ mong sao yêu thương mãi nhé anh. Hai gia đình họ mừng vui mình đó. Đôi tim này mùa
một lòng bao sắc son. Ôi vui sao anh ơi, ngày đám cưới đời mình, yêu thương ta trao nhau thiên đường bao ước mơ. Tạ ơn trên ban cho đời con hết ưu phiền, cho con điều ước nguyện mà con mơ bấy lâu. Anh tân lang vừa đẹp trai mà nhìn sao trông hiền, và tân nương trông duyên dáng kiêu sa. Nâng ly nào mình cùng nhau cầu chúc bao bạn bè họ hàng vui với ta. Trăm năm trắng thay lòng, cùng rừng say đôi ta mãi thương nhau. Sáng hay nghèo, tâm ta luôn bền vững. Đi trong đời, giờ này ta có nhau. Thank you.
Bye.
từ đâu em như là mây sông nước mây về nơi yêu thương. Yeah.
trường. Ta bên nhau trong đêm cùng quay,
buổi sáng tình chất ngất người yêu ơi. Đêm nay ta cho nhau lời yêu nồng say a holiday. Get you on a holiday so many miles away. All I need is sun. The fun has just begun. Get you on a holiday so many miles away. Du dương câu ca trong vòng tay nồng say a holiday. Bên nhau cho thời gian ngừng quay nồng say a holiday. Tình như gió mây khi ta kề bên. Đêm hôm ta cùng quay nồng say a holiday. Yo 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 right right right. Get you on a holiday so many miles away. Out in the sun the fun has just begun. Get you on a holiday so many miles away. Out in the sun the fun has just begun. Xài thành ông bà sao có phước con gái ngoan.
con rể hiền. Trên đường quê mình miệt vườn đám cưới cô ba, trên con đường xa xe được dâu đưa nhau về thành phố. Bao ngày mong đợi đằng nhà trai ba má cũng đều mong, cưới vợ con cưng phải cô ba làm dâu mới hài lòng. Ta chúc gì cho đôi uyên ương duyên mãi dài lâu, sống bên nhau trọn đời, mong tin mừng sinh nếp tẻ đông vui, muôn mùa xuân hạnh phúc đến mọi nhà. Xin nếp tẻ đông vui, muôn mùa xuân hạnh phúc đến mọi nhà. Mong tin mừng xin nếp tẻ đông vui, muôn mùa xuân hạnh phúc đến mọi nhà.
dâng sao thân yêu dấu. Tặng đó hoa hồng ngát hương, giữ tình yêu chung vui với mọi người. Lòng bồi hồi sao thương nhớ ngày đầu tình yêu bơ ngỡ, giấc mơ hồng để một ngày tình kết trái, nhịp rộn ràng tim say đắm với tình yêu. Xin trân trọng kính gửi đến quý vị lời chào trân trọng và lời chúc mừng đồng nhiệt nhất. Và bây giờ có lẽ là nhiều phút tuyệt vời hơn, chúng tôi sẽ mời toàn bộ khách quý, chúng ta hãy cùng hướng mặt về sân khấu để thưởng thức nghi thức khai mạc tiệc cưới. Xin phép được bắt đầu.
Vì vậy trong thời khắc trọng đại này, tôi thích thành xin trân trọng kính mời đại diện của hai họ, nhà trai và nhà gái đồng đứng lên sân khấu. Về phía nhà trai, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lương Văn Cảnh và bà Nguyễn Thị Kim Hoa. Về phía nhà gái, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phan Ngọc Thọ và bà Nguyễn Thị Thu Thủy. Xin quý vị. Chúng ta cảm thấy thỏa mãn khi xem tiết mục này và xin chúc cho các cháu thật nhiều sức khỏe, trẻ đẹp và duyên dáng mãi nữa. Kính thưa hai họ,
Kính thưa nội ngoại hai bên gần xa, kính thưa toàn thể quý khách, các anh chị em cùng tình đồng hữu, thì qua thời gian tìm hiểu của hai cháu được sự nhất trí và nhân sinh quan và sự đồng thuận của gia đình hai bên, thì hôm nay gia đình chúng tôi chọn cái ngày tổ chức lễ thành hôn cho con chúng tôi. Sự hiện diện của quý khách là một niềm hạnh phúc cho gia đình chúng tôi rất lớn lao. Thay mặt gia đình không có gì hơn, xin chúc mừng toàn thể quý khách bà con vui vẻ hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực. Xin chân thành cảm ơn. Phép đón chào tất cả quý vị về đây để chúc mừng cho Liên Duy và Mỹ Lệ cho ngày lễ thành hôn. Điều đầu tiên, chân thành xin mặt nhà hàng Hiếu Ngọc kính gửi đến hai họ, nhà trai nhà gái cùng cô dâu chú rể lời chúc phúc ngọt ngào nhất và lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất, bởi vì hai họ đã luôn luôn tin tưởng và lựa chọn nhà hàng Hiếu Ngọc của chúng tôi để tổ chức buổi tiệc cho Liên Duy và Mỹ Lệ vào buổi trưa hôm nay. Và chân thành, thời gian qua nhà hàng Hiếu Ngọc của chúng tôi cũng đã nhận rất nhiều ý kiến phản hồi rất tích cực của tất cả quý vị, cho nên là mong rằng quý vị luôn luôn yêu mến và để đáp lại tấm chân tình của tất cả mọi người chúng ta trong tiệc cưới hôm nay, nhà hàng Hiếu Ngọc đã dành một sự quan tâm rất đặc biệt cho chú rể Liêu Di và cô dâu Mỹ Lệ của chúng ta và món quà để diện đó là cặp nhẫn vàng. Xin mời cô dâu chú rể nhận món quà là niềm vui, chúc cho hai bạn mãi mãi bên nhau và trong năm hạnh phúc. Xin gửi lời cảm ơn đến nhà hàng Hiếu Ngọc rất nhiều về món quà để ý nghĩa này. Xin chân thành cảm ơn mãi và một trang tư sáng đỏ để nhận được mãi mãi bước thời gian. Tay trong tay cô dâu chú rể đang đến góc quý, những bốn người đang đồng lòng san chia tất cả những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống để mãi mãi bên nhau và trong năm hạnh phúc. Xin mời cô dâu chú rể tiếp tục bước bên thân thiện để chúng ta cùng thể hiện những ánh mắt cho nhau. Tình cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Hãy vượt qua mọi buồn vui. Người yêu ơi, anh luôn cảm nhận thương em, yêu em rất nhiều. Chỉ cần thân em trong anh hạnh phúc lắm rồi. Trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh. Chuyện tình yêu anh cho em lớn, chuyện tình yêu của anh mãi mãi em sẽ có tất cả niềm vui. Chúng bay và đón chuyến gì rồi? Hãy chúc phúc cho tình yêu tuyệt đẹp của Liêu Duy và Mỹ Lệ với một chào khó tay thật nồng nhiệt. Phúc duyên của mình, vậy thì bây giờ sẽ là lặng yên nghe con tim. Xin mời cô dâu quý vị dẫn đường cho chúng ta vào. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Và bây giờ xin mời, lời hát xin cảm ơn tình yêu. Xin mời hai họ hãy cùng nâng ly để gắn kết tình nghĩa không gian. Kính mời tất cả quý vị hãy nâng ly chúc mừng cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Chúc mừng hai họ, nhà trai nhà gái đã có thêm dấu hiệu để thảo. Và bây giờ xin mời mọi người hãy hô to nhé. Đâu, một, hai, và có thể nói rằng giây phút dân gửi vừa rồi đã mang đến cho họ chúng ta rất nhiều niềm vui, bởi vì từ đây họ có thêm những thành viên mới trong gia đình, đó là Dâu Hiền và Rể Thảo. Xin luôn cầu chúc cho hai họ mãi mãi gắn kết tình su gia, chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta trăm năm tình viên mãn. Tạm biệt cô dâu chú rể và hai họ, hãy đến phía dưới ạ, đến từng bàn để nhận lấy tất cả những gì tốt đẹp nhất của người dân tặng cho chúng ta. Để uống nhâm nhi dài chu rượu nồng,
cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly, để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thơ. Bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly, để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một, hai, ba, vô. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đề bờ. Mừng người ta vui, lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, trong đề bờ mừng người ta vui, lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè. Một hai ba vô.
trên nhà trai hăng hái bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu mà lâu, ta hát khúc xuân để cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tám, tôi tin năm này tôi cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tin cho rồi tôi với anh đi làm xuôi nghe. Ông xuôi cũng đang nói với bà xuôi, dâu với rể hiền xinh lứa thiệt vừa đôi. Ngày nay xuân hộp đôi đàn, ôi thôi họ hàng ta vui quá xá làm vui.
Phải không em ơi, anh ước mong lâu lắm rồi.